Hello, welcome back to my channel Stars Game Network và các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Hall of Slenderia. Thank you.
sẽ lấy một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa dưới tầng hầm của tòa nhà này. Và khi đó thì các bạn sẽ tìm cách tiếp và cuối cùng thì sẽ thoát khỏi ngôi nhà ma này. Đây là một ngôi nhà ma. Đây thì đây là chiếc chìa khóa để các bạn xuống tầng hầm. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ ba, Ice Cream 4. Phần 4 của game này thì ông Ice Cream, ông ta đã bắt cóc tất cả 4 người. Và các bạn sẽ phải tẩu thoát và cứu 3 người còn lại thoát khỏi ngôi nhà của chúng ta. Let's go. Ở đây thì mình sẽ đi lấy một chiếc ghế. Ok, let's go. Thank you.
Rồi mình sẽ đọc vào đây. Số 3 này. 1 315 0 3150. Ok. Get back here! I said, get back here, you little bastard! Oh, oh, oh. Just missed him. Okay, đã tẩu thoát rồi. These kids are trapped. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ tư. Sandrila. Ish. Và đây là một trong những tựa game Sandrila khó nhất.
bara i såna. Oh my gosh. Bakaran nih, batang ambil sana. Terkejut. Tiếp tục đi sâu tiếp vào trong. Và các bạn sẽ phải tìm từng các tầng một, sau đó thì lại lên tầng tiếp theo tìm kiếm tiếp. Một ngôi nhà khá là rộng. Đó, các bạn ghi xung quanh và tìm kiếm tất cả những chiếc chìa khóa nha. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 5, Grandiba của hãng developer. Let's go. Đầu tiên thì các bạn ở ngoài và vào căn phòng này thì bị ông Granny, bà Granny và ông Grandpa, ông ta làm các bạn ngất đi và khóa các bạn vào một phòng giam. Và bây giờ thì các bạn phải tẩu thoát khỏi ngôi nhà của ông bà này. Trong ngôi nhà này thì có cả một con ma, đó chính là Slenderina. Mình sẽ cầm cái này theo. Bỏ lên đây. Sau đó thì sẽ đi được nào. Tầm gỗ.
lắp toàn bộ nó vào đây. Một số cấu tiếp đi. Đốt lửa mà sao con chim nó không phải gì đâu. Mình sẽ xuống kiểm tra xem như thế nào. What? Chưa đốt à? Đốt rồi nhưng lại bị tắt. Chim chạy rồi. Xe này không có gì.
straight card. Move Azul. Ở đây thì các bạn còn phải tìm một sợi dây điện nữa. Dây đây rồi. Rồi, và đã đủ công cụ để các bạn tẩu thoát khỏi ngôi nhà này. Đầu tiên thì mình sẽ ra ngoài đây. Ra phòng kho. Đó thì lắp đường dây điện vào. Lên trên tầng. Tiếp tục bật công tắc tiếp theo.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, trường quân học đồng 2. Và sang tới game tiếp theo là The Children of Slenderia. Wow, một con điện. Nhiệm vụ của mình đó là tìm tất cả những màu chìa khóa màu vàng. Sau đó thì khi ghép đủ chiếc chìa khóa màu vàng này, các bạn sẽ mở một chiếc két sắt ra. Trong chiếc két sắt đó thì sẽ có một quyển sách. Và quyển sách đó là các bạn tẩu thoát khỏi ngôi nhà ma ám này. Không hiểu sao các bạn lại bị bắt ở trong này. Đây là ngôi nhà của bà Granny. Ở trong này có cả Slenderman. Cửa ở đây thì bị khóa rồi.
我是感觉是花的嘛，你躲着了，你是不是啊？我们就有点疯了。给拍一个，哇，真牛逼了！哇，理论。OK， 把背上的名字上了个条。Hello, I agree。Level by。ở đây thì bán đồ ở trong ngôi nhà này, chúng ta đang phải coi.Mình sẽ phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.